Đi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Mustavada vechamani sikkhapada sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramelayamachapamadathana Vê-ra-ma-ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-đi-ya-mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sa này. Sukra me shayama chapa đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vì ca la phu sa na we ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapojanavechamanisikkhapadang đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nát cha nghĩ ta hòa đi ta vi su ca đa san nam ma la gan tham đề bát an tha ra nam man đa la vi phu sa na na quê ra ma ni se kha ma đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nakchagi Vaditavisu Kadasana Malakan Tavile Panatha Chanapman Danavifu Sanatana Vechamani Sikkhapadang Sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ô cha si nam ma ha si na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ti ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayasna Vechamani Sikkhapadang đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang Athang Gassamana Gatang Uthapanyatang Uposathang Imang Charatin chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện buông nội căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasi velase na iman jaratan iman jadivasang sa thukang kaptava apmamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên nghĩ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sukha paññanti, sīlena phokasamara, sīlena nipotatanti, tasmā sīlaṃ visuddhayē. Người hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai
Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tường ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha anubhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anubhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha anubhavena sadasati bhavantu te. Tất cả Pháp Hoàng có đến người, cầu xin chư Thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng các sự thánh lễ thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính bảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thu kính cảm ơn của nhục mình. Và con thành kính bảnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, sa thủ lành thai kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thaya, con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tăng quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã làm đệ tử ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Hôm nay thứ ngày 2, ngày 26 tháng 3, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ bài Bali. Bài 5. Cộng từ vị lai do thượng tọa, do ngài Tề Siêu biên soạn và cũng do ngài Tề Siêu giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác cẩn từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính chân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thaya.
kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thành tâm đệ tử Phật. Dạ, kính thưa quý vị, trước hết tôi xin có lỗi với thượng tọa Diệu Đạo và các Phật tử trong những đợt qua chúng tôi đi vào pháp người Bình Định chỉ vào thứ bảy tối thứ bảy tối thứ sáu tối chủ nhật thì chúng tôi không có vào được. Hôm nay chúng tôi đã về tới cái chùa Nguyên Giác và tiếp tục sinh hoạt của chúng tôi trở lại bình thường. Hôm nay là ngày mà chúng ta học giáo trình phần ứng Pali bài năm. Chúng ta học về động từ thời vị lai, anna và tất cả lá và tương lai tất tối với sẵn tiền. Sở dĩ mà chúng tôi phải thêm cái tương lai cách á là bởi vì thì vị lai nó có hai cách. Tôi biết sân ti là tương lai cách và cả là tiếp bất tiếp là điều kiện cách. Bây giờ thì chúng ta chỉ mới có học cái tương lai cách thôi. Thì bị lên tương lai cách bởi vì điều kiện cách thỉnh thoảng ở trong kinh điển Pali văn kinh mới xảy đến vì ít có sử dụng cho nên chúng ta sẽ học sau, học nâng cao. Ở đây có một số sách văn bản khi họ trình bày về cách chia của các động từ, chia động từ ở các thì thì họ tách ra nhưng mà ở đây chúng tôi đã nghiên cứu thật kỹ cho nên chúng ta học tóm gọn như thế này cũng được. Sau khi chúng ta biết cái động từ căn cái động từ căn đó là cái nghĩa nguyên sơ của một cái tiếng nói rồi chúng ta phải học đến cái động từ tướng của căn bởi vì không phải căn động từ nào nó cũng có cái hình thức động từ tướng giống nhau hết. Nó có động từ tướng, thí dụ như có 8 nhóm. Hay là A hoặc là E hoặc O
từ từ cái động từ tướng đó nó phối hợp động từ căn, nó ra động từ cơ bản. Từ cái động từ cơ bản đó, đó chúng ta mới kết hợp với vị ngữ của thì, quá khứ và hiện tại và vị lai theo ba ngôi thì nó sẽ ra động từ. Học cái cách này chúng ta nắm căn bản chứ không có cần phải dài dòng. Trong tiếng Pali chúng ta học dài dòng chúng ta khó nhận ra lắm thưa quý vị. Thí dụ bây giờ chúng tôi cho một cái thí dụ, chúng ta lấy một cái thí dụ thì thua là đi, đó là căn. Nó còn với á. Quý vị chịu khó chút xíu, đau quá. Rồi chữ thao quá đó nó mới cộng với tí thì nó sẽ ra động từ thao quá tí. Quý vị nhìn lên bảng quý vị thấy chữ thao là căn, cộng á là động từ tướng thì nó bằng thao quá, tức là động từ cơ bản. Rồi từ cái động từ tướng đó, từ động từ cơ bản đó mà chúng ta cộng với vị ngữ của thì hiện tại ngôi thứ ba số ít là tí thì thành thao quá tí, thao quá tí. Còn khi mà chúng ta lấy cái động từ tướng mà chúng ta cộng với tí và nó ra chữ thông quý thì thông quá là động từ cơ bản của căn thao cộng án. Bây giờ chữ thông quá đó chúng ta muốn thành cái động từ quá khứ thì chúng ta chỉ thêm tiếp vị ngữ ngôi thứ ba số ít của thì quá khứ là ý, thành thông quý đã chạy, nó đã chạy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta chia thành thì vị lai đó thì cũng là quý vị để cái dấu trừ âm giùm chúng tôi, thao quá. Chúng ta muốn chia thành thì vị lai đó thì chúng ta cứ việc là chúng ta ghép với tiếp vị ngữ thì vị lai ngôi thứ ba số ít thì nó sẽ ra cái động từ thì vị lai. Thao quá động từ cơ bản còn cái is tí thì thao is tí có nghĩa là nó sẽ chạy,
Như vậy chúng ta có ba cái động từ thông qua tí, tức là nó đang chạy. Tha huyết là nó đã chạy, và tha huyết sa tí tức là nó sẽ chạy. Thì chúng ta đừng có cảm thấy rắc rối khó khăn, mà chúng ta chỉ nắm động từ căn, động từ tướng và động từ cơ bản. Thì từ cái động từ cơ bản đó mà chúng ta kết hợp với tiếp ngữ là đủ. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta học động từ thì vi lai đó, tương lai khách, có nghĩa là cái động từ diễn đạt một cái hành động, diễn tả một cái hành động sẽ xảy ra, sắp xảy ra, hiện tại thì nó chưa có xảy ra. Và khi muốn hình thành động từ thì vị lai tương lai cách, thì người ta chỉ cần dùng cái động từ cơ bản mà ghép với vị ngữ ba ngôi của thì vị lai thì ra. Cái hình thức vị ngữ ba ngôi hai số của thì vị lai là ngôi thứ ba số ít là ít, số nhiều là ít san tí, ngôi thứ hai số ít là ít sa xí, số nhiều là ít sa tháp, ngôi thứ nhất số ít là ít sa mí, số nhiều là ít sa má. Ở đây cái hình thức vị ngữ của ba ngôi này gọi là ít sa tí đó, vân vân, thì chúng ta phải hiểu rằng là với những động từ cơ bản mà động từ tướng tận cùng bằng ác như là thao quát, bằng A như là kí na là mua, bằng O như là cá rô tức là làm, thì hình thức ác A O thì khi mà ghép với ý sắp tí thì chữ ác A, O đó bị bỏ đi, bị xóa đi. Sau đây là bản chia. Thí dụ như động từ thao quát, cơ bản, động từ cơ bản thao quát, ngôi thứ ba số ít là tha huyết sa tí. Chúng ta thấy chữ thao quát, chữ ác nó được bỏ đi, thành tha huyết sa tí. Thứ nhiều là tha quan tí, tha huyết sanh tí, tha huyết sanh tí. Thì chữ ác của tha quá bỏ đi, thành tha huyết sanh tí. Câu thứ hai, tha huyết sanh tí, số nhiều tha huyết sanh tha. Câu thứ nhất, tha huyết sanh mí, tha huyết sanh má. Còn động từ cơ bản kina tận cùng của cơ bản này là a trường âm, chúng ta cũng phải bỏ cái trường âm đó ra,
Ngôi thứ ba là Kinisati. Số nhiều là Kinisati. Ngôi hai Kinisati. Kinisata. Ngôi thứ nhất Kinisami, Kinisama. Động từ cơ bản là caro là làm. Ngôi thứ ba là kerisasi, kerisanti. Ngôi thứ hai kerisasi, kerisatha, nó sẽ là, anh sẽ là, các anh sẽ làm. Ngôi thứ nhất kerisami, kerisama là tôi làm, chúng tôi làm. Tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ làm. Thì ở đây chữ ô tận cùng của động từ cơ bản bị xóa thì ghép với tiếp ngữ isanti, isanti, isatha, isami, isama, bỏ được. Nhưng mà chỉ có động từ cơ bản tận cùng có hình thức là e, như là dc là thuyết giảng, thì dc đó, chữ e đó tận cùng không được xóa trước cái biểu ngữ, mà ngược lại thì ý của biểu ngữ lại bị xóa. Ví dụ ngôi ba là desesati, chúng ta thấy cái chữ ê không có bỏ. Đề xét sẵn tí. Người hai đề xét sẵn tí. Đề xét sẵn tha. Đề xét sẵn mi. Người thứ nhất đề xét sẵn mi. Đề xét sẵn mi. Cách chia động từ thì bị lai tương lai cách như thế này là đối với những cái động từ thông thường, còn những cái động từ mà thuộc về căn bất quy tắc thì trong trường hợp này lại có cái cách chia đặc biệt, một phần thì cũng có giống cái động từ thông thường nhưng một phần thì cũng khác đi. Nhưng mà khác này là đặc biệt chỉ có căn động từ đó mới chia như vậy, chứ còn các cái động từ căn khác dầu cho những căn bất quy tắc khác nó cũng không có chia theo đâu. Ví dụ chúng ta có động từ hu, thì động từ hiện tại là hu tí, đó là một động từ bất quy tắc. Bây giờ chia thì vị lai. Ngôi thứ ba sữa. Hết 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 nó sẽ là hết sanh tí, hay hết sanh tí. Chúng nó sẽ là hết sanh tí. He hisati là anh sẽ là, hisata he hisata là các anh sẽ là. Ngôi thứ nhất hisami, he hisami tôi sẽ là. Số nhiều hisama, he hisama là chúng tôi sẽ là. Thì như vậy chỉ có động từ bất quy tắc là không có theo cái luật này, không theo cái luật là isti, isanti, isasi, isatha, isami, isama, không theo luật nhất định đâu.
đôi khi sẽ khác đi. Người học cần phải chú ý ở động từ bất quy tắc, buộc lòng chúng ta phải nhớ, phải thuộc lòng, chứ không thể áp dụng cái cách lấy động từ cơ bản cộng với tiếp biến ngữ của thì, vị lai hay thì quá khứ hay thì hiện tại đó. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có mỗi một điểm văn phạm, tức là thì vị lai, tương lai tắc của động từ. Và ở đây chúng ta học luôn cả cái động từ cơ bản tận cùng là A, động từ cơ bản tận cùng là A, động từ cơ bản tận cùng là O, động từ cơ bản động từ là E, và một cái động từ bất quy tắc là khu. Trong cái bài tập thứ 5 đó, thì chúng ta cũng chỉ gồm có 2 phần. Là dịch sang tiếng Việt. Thì ở đây bài tập này chỉ là xài động từ, xài câu có động từ thì vị lai thôi. Aham vasissami tamhe vasissatha te avasissati mayam nisidissama thvam sanyissasi. 6. Aham vasissami 7. Tê a bà vết chít sở tí 8. A hăng chà nít sà mi 9. Tê chí nít sà tí 10. Tùm hê sư nít sà thạc. Chúng ta học 10 câu đó. Chúng ta làm bài tập với 10 câu đó. Còn câu bài dịch ra tiếng Pali nha, thì chúng ta cũng học 10 câu, làm 10 câu này. Tôi sẽ biết, tôi sẽ chiến thắng, nó sẽ che đậy, tôi sẽ tu tập, chúng sẽ trộm, vị ấy sẽ giảng, chúng tôi sẽ thu nhập, tôi sẽ đạt đến, nó sẽ là, họ sẽ là. Ở đây thưa quý vị, trong những cái bài đầu á, khi mà chúng ta chưa học về nhân xưng đại từ, thì trong cái bài đầu khi làm bài tập, thí dụ chúng ta nói nó sẽ ăn, thì chúng ta cứ lấy cái động từ kha đa tí, kha đi sa tí, và chia thành ngôi thứ ba số ít là người ta biết đó là nó sẽ ăn. Nhưng mà khi chúng ta đã học xong về cái đại từ nhân xưng rồi đó, thì lúc bây giờ khi người ta nói rằng tôi sẽ đi, thì thay vì chúng ta chỉ cần nói rằng gacchami là đủ, nhưng ở đây người ta bắt buộc chúng ta phải thêm cái chủ ngữ là aham. Aham gacchami là tôi sẽ đi. Chúng ta tập làm quen dần dần như vậy đó, để chúng ta không bị mất căn bản vì sao này trong cái việc mà chúng ta học nâng cấp hay là chúng ta làm bài tập kế tiếp. Thì đó là sự yêu cầu cho chúng ta làm bài tập. Quý vị hãy nhớ là gì?
Lát nữa trường tội giáo đảng sẽ hướng dẫn cho quý vị. Sửa về tập đẹp. Hôm nay trong cái bài đọc thêm đó, trong kinh Nhật Hành mà người cư sĩ hàng ngày hay tụng lễ bái tam bảo, thì cứ lễ bái Phật từ cái vô sanh sinh nô, rồi mới về cha Bút Tha, về cha Bút Tha A Tỳ Ta, thì về cha Bút Tha A Na Gà Ta Bất Tư Pa Na, thì về Bút Tha A Hằng Quan Đa Mi Sa Pa Đa, rồi thì mình so đã thím mê sẵn đang anh nhân có tâm ăn ghê đã quan đề hàng ba đã bằng sung của bậc, rồi mới đến à thăng nghi ca đi dập và thù, rồi dê cho thầm ma đến ở Đức Tăng, đến lễ bái Tăng đó, thì trước tiên là chúng ta cũng đọc sanh khu xuất thô và đắp cái này vô, rồi dê cho sanh ca vô. Nhưng mà tại vì ở đây đó, chúng ta không có dạy giống như là dạy bài tập, dạy kinh tụng, mà chúng ta dạy thành cái bài đọc thêm khi mà chúng ta học Pali. Do đó những cái bài mà gần trùng trùng với nhau thì chúng ta gom lại chúng ta học chung nhau. Ví dụ ba bài Di cha Bút Tha A Tỳ Ta chế Di cha Bút Tha A Na Gà Ta Bà Chụp Bà Na chế Di Bút Tha A Hằng Quan Đa Mi Sa Pa Đa Di cha Thầm Ma A Tỳ Ta chế Di cha Thầm Ma A Na Gà Ta Bà Chụp Bà Na chế Di Thầm Ma A Hằng Quan Đa Mi Sa Pa Đa Di cha sang kha a tỳ ta chế di cha sang kha a na gat ta pa chup pa na chế di sang kha a hằng quan đa mi sa pa đa. Ở trong ba bài này đó, thì chúng ta chỉ đổi ba từ Di cha Bút Tha rồi sau đó dê cho thầm ma, cái đấy là dê cho sang kha. Thì ở đây đó, chúng ta phân ra từng câu. Đây nó có cái hình thức là bài kệ. Trong mỗi một bài gì có bốn câu. Di cha thập di cha Bút Tha A Tỳ Ta cha di cha Bút Tha A Na Gà Ta Bà Chụp Bà Na cha di Bút Tha A Hằng Quan Đa Mi Sa Pa Đa. Một bài kể nó như vậy thôi. Di cha thập ma A Tỳ Ta cha di cha thập ma A Na Gà Ta Và chụp bà na chả dê thâm má A hăng quan đa mi sạp bà đa. Cũng vậy, cái bài kế tiếp Dê cha sang kha a tây ta cha
Yeja sangha anagata vajupanna jayi sangha ahangwanda misampada. Ở trong kinh Nhật Hành, hàng đêm mà chúng hàng ngày mà chúng ta lễ Bát Tam Bảo thì chúng ta chỉ đọc con su thôi, chứ chúng ta đọc theo cái thể kệ, chúng ta không đọc theo cái thể kệ. Thì ý nghĩa của ba bài này như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kệ thứ nhất á, do cái sự quán đổi thôi thì chúng ta về chân bút tha tây ta về bút tha, tức là chư Phật nào Atita có trong quá khứ, Yebutha Anagata chư Phật nào có trong vị lai, rồi cái câu thứ ba đó, vì cái thể kệ âm vận cho nên chúng ta mới để. Thì hiện tại chúng ta để Vajjapanna Jayi Buddha, nhưng thật ra thì nó về Buddha Vajjapanna, về Buddha Atita, về Buddha Anagata, về Buddha Vajjapanna, mà không vậy. Nhưng mà theo trong bài kể thì phải có cái sự quán đổi, có thêm vào những cái liên từ, từ chắc chắc để cho nó đủ chữ. Ahang Vandami, chữ Vandami là động từ ngôi thứ nhất số ít, và đại từ là Ahang. Ahang Vandami Sampada, tức là con xin đảnh lễ tất cả, con xin đảnh lễ tất cả. Rồi dê cho thăm Atita là giáo pháp nào có trong quá khứ, dê cho thăm Anagata giáo pháp nào có trong vị lai, Vajjapanna cái gì tham là giáo pháp nào có trong hiện tại, Ahang Vandami Sampada con xin thành kính đảnh lễ tất cả giáo pháp ấy, Yeja Sangha Atita cha tăng chúng nào có trong quá khứ, Yeja Sangha Anagata tăng chúng nào có trong vị lai, Vajjapanna Jayi Sangha tăng chúng nào có trong hiện tại, Ahang Vandami Sampada cái đại lễ hết tất cả. Thì như vậy trong bài kệ này nó cũng không khó, chúng ta còn chỉ cần học ba từ của ba thì Atita quá khứ, Anagata là hiện tại, Vajjapanna là Anagata là thì vị lai, Vajjapanna là thì hiện tại, Vandami là con đảnh lễ, Sapada tức là tất cả các vị. Ý nghĩa của bài học như vậy. Chúng ta chịu khó cái buổi đầu
học 5-7 bài đầu thì chúng ta mỗi một bài học văn phạm ngắn ngắn thôi, để tập cho chúng ta quen dần quen dần, rồi đi đến cái bài 9, bài 10 trở đi chúng ta có thêm văn phạm. Mỗi một ngày học chúng ta có thêm văn phạm, cho nên vì sau này cái bài học nó sẽ hơi khó và hơi dài. Thật ra quý vị cái nào cũng phải kiên nhẫn. Lúc đầu học xong ngắn quá, mới có 30 phút là đã xong bài rồi, quý vị bị lười biếng. Đến sau này học bài dài quá, giảng gần 2 tiếng đồng hồ mới xong một bài văn phạm, không có thời giờ để làm bài tập luôn nữa. Lúc đó quý vị nói là tại sao khó quá, thế thì chúng ta học không xong. Và chúng ta có chừng hai cái tình trạng này, chúng ta nhắc trước để cho quý vị tự cảnh giác. Lúc ban đầu chúng ta học dễ, chúng ta được đó, xem thường cái bài học. Sau này học khó, chúng ta đừng có chán nản với bài học. Thì bây giờ trong buổi đầu này thì chúng ta chỉ học đơn giản động từ thôi. Hết động từ quá khứ đến động từ hiện tại, đến động từ vị lai. Ngoài ba cái động từ đó ra đó, thì chúng ta có động từ gọi là tắt và động từ khả năng tắt nữa. Động từ tiến hành tắt là thì hiện tại, động từ quá khứ tắt là thì quá khứ, tương lai tắt là thì vị lai. Động từ gọi là tắt và động từ khả năng tắt là hai động từ ở vô định thời, tức là không có định được thời gian quá khứ hiện tại vị lai cả. Đây là cái cách học mới chứ còn xưa nay thì khi chúng tôi dạy ở trường lớp thì chúng tôi bởi vì do nhà trường họ yêu cầu cho nên lấy cái giáo trình sách học Bali nguyên bộ 12-13 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch của ngài từ cái sách Văn Phạm, cái giáo trình dạy Bali của ngài Bút Thành Đa Tát. Cho nên chúng tôi nhận thấy rằng cái bài này hay. Chứ còn nếu mà chúng ta học online cái kiểu này đó, nếu mà chúng ta học về cái bài, cái giáo trình mà dư của ngài Bút Thánh Đá đến 8 ngày sợ ngày xưa đó, chắc có lẽ là bây giờ chúng ta theo không nổi. Cho nên chúng tôi cuối cùng đã chọn cái giáo trình này để chúng ta học làm quen dần 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 dần. Bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng cái bài học ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ hướng dẫn cho chư ngư Phật tử làm bài tập và thỉnh Thượng Tọa giảng ý nghĩa của cái bài đọc thêm và hướng dẫn cho Phật tử đọc của Bali bài này. Quý Phật tử chúng ta cứ mạnh dạn để đọc, chứ chúng ta đừng có
nhút nhát cái miệng, chúng ta không đọc thì không bao giờ chúng ta rành, chúng ta dỡ vali được. Chúng ta phải đọc đi, tập đọc cho nó quen. Bài cũng ngắn thôi chứ vì không có khó. Nhưng tại hồi nào đến giờ chúng ta nói tiếng Việt không quen rồi, bây giờ bắt phải nói bằng tiếng Bali thì quý vị hơi ngỡ ngàng chút. Bây giờ xin cung tỉnh thượng tọa giác. Quan hỷ hướng dẫn cho bài học. Thật sự hôm nay chúng tôi mới ở xa về, chúng tôi mới bay về tới Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi xe, ngồi xe mà chạy 3 tiếng đồng hồ về tới đây thì chúng tôi cũng thấm mệt thưa thì. Nhưng mà phải cố gắng đi vào room để dạy cái phần này. Bây giờ nếu được cái phần còn lại xin thỉnh thượng tọa giác đẳng và hãy giúp dùm cho. Và được xa từ Quy Nhơn về xa, xin thỉnh thượng tọa. Để thỉnh sư huynh nghĩ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước sang phần bài tập. Thì chúng ta làm câu số 1 trước thôi. Aham Vasisami. Aham Vasisami. Aham là nhân sinh tự danh từ. Ngồi xin giúp sư huynh. Dù có vị làm dịch chưa? Chứ Aham là anh là chỉ có vị dịch chưa? Aham là tôi. Dạ. Vasisami. Dạ. Vasisami. Dạ. Rồi từ cái lập từ. Vasati. Dạ. Vasati. Vasati. Từ Vasati, Vasati là sống, là cư ngụ. Aham Vasami là tôi sống, là tôi sống. Thật ra thì câu này chúng ta làm tạm như vậy thôi, chứ chúng ta cần một cái tục tư. Và tự nhiên mình sống ở đâu đó, sống ở đâu đó, tôi sẽ sống ở đâu đó, tôi sẽ sống. Chứ cần chúng ta có cái câu nó chỉ chỉ có chữ tư và động từ như vậy mà không có cái tục tư. Tôi sẽ sống. Bây giờ câu dạ cảm ơn quý Phật tử. Câu số 1 chúng ta làm xong rồi. Dạ Aham Vasisami là tôi sẽ sống. Bây giờ chúng ta có câu số 2 là Tum He Vachisattha. Dạ Vachisattha. Tum He là nhân sinh đại danh từ, ngôi thứ hai số nhiều các bạn. Dạ. Dạ. Dạ đúng như vậy. Cách chắc tí. Cách chắc tí là đi. Chắc là đi. Cách chắc sạch thác là các bạn sẽ đi. Dạ. Tum He. Cách chắc sạch thác là các bạn sẽ đi. Dạ. Khi nào đó có chữ A phía trước mới là đến. Còn cái chữ tí là đi. Dạ. Dạ các bạn sẽ đi, các anh sẽ đi. À bây giờ á thì có quý vị nào mà mới dùng cái chữ người là đi đến đi tới thì bây giờ quý vị gặp trong câu số 3 đi. Dạ câu số 3 có chữ đó đi. Chữ Akichati. T là nhân sinh đại danh từ ngôi số mấy thưa quý vị? T, dạ, dạ, đó là đúng rồi. Họ, T là họ là ngôi thứ ba số nhiều. Họ sẽ tới, họ sẽ đến. Dạ, từ chữ Agachati. Chúng ta nhớ là Gachati
là đi, agathati là đến. Giống như là người thì chúng ta nói là cứ đi lai lại, cứ đi lai lại. Hay là có lực là bút thăng sang đăng gachami. Gachami là con tìm đến nương tựa Phật. Còn bên Bắc Tông thì dịch quy y. Quy y là con sẽ quay về nương tựa. Là con sẽ quay về nương tựa Phật. Thì người Phật tử Bắc Tông có thể quan niệm được Phật Pháp tăng ở trong tâm mình. Thật ra mình quay trở về với bản tâm để mình đương tự Phật học thành. Nhưng cái ý tưởng đó có được Bali. Bali là Phật Pháp tăng một khách thể. Con tìm đến nương tựa Phật, con tìm đến nương tựa Pháp, con tìm đến nương tựa tăng. Bút thăng sarang gachami, thăm măng sarang gachami, sang thăm sarang gachami. Dạ, gachami là con đến nương tựa Phật sarang. Dạ, bút thăng sarang gachami. Chứ không phải là con quy Phật, con quy Pháp, con quy tăng. Bây giờ bên kinh điển Nam Tông sẽ chỉ quy, nhưng mà chỉ quy nghĩa là về. Dạ, quy là về agachati, còn đến là gachati. Dạ, hai chữ đó khác nhau, quý vị nên phân biệt. Gachati. Giờ chúng ta qua câu số 3. Câu số 4 thứ. Dạ, chúng ta qua câu số 4. Quý vị, bây giờ quý vị học bộ có trớn, quý vị học danh về là tốt quá rồi. Ma dân nisi nisama, nisi nisama, ma dân nisama, ma dân nisi nisama là chúng tôi ngồi. Ma dân là ngồi thứ nhất số nhiều. Nisi lati, dạ nisi lati là ngồi. Dạ nisi lati là ngồi. Chúng tôi sẽ ngồi. Nisidama. Con. Sayisasi. Con sayisasi. Sayisasi là chia theo ngôi thứ hai số ít, và con là nhân sinh hai số ít là anh sẽ nằm. Dạ, anh sẽ nằm. Ở đây có cái chữ mà quý vị phải cẩn thận đôi chân nhé. Nó có cái chữ gọi là sa gia tí, sa gia tí, chữ sa gia tí hay sa gia tí. Không biết có vị nào nhớ chỉ cái xa và xa giá tí thì là giống như vậy, nhưng mà chỉ xa giá tí thì xa giá tí. Dạ, mình nằm bằng là xa giá tí. Xa giá tí, các vị thấy chỉ xa giá tí là nếp. Dạ, xa tí là nếp, còn xa giá tí là nằm xuống. Quý Phật tử nhớ hai chữ đấy nha. Đôi khi cái dấu nhỏ trên và nó khác, sai giả tí và sai giả tí. Dạ. Bây giờ cũng học mau, học nhanh rồi. Và chúng ta bước qua câu số 6. Ahang Uthahisami. Ahang Uthahisami. Chữ Hisami là chia ngôi thứ nhất, thời tương lai là tôi sẽ. Do đó nhân sinh định từ Ahang là ngôi thứ nhất, sự ích là tôi sẽ. Dạ. Dạ. Không. Dạ. Chữ này ở đây là đứng lên. Dạ, đứng lên. Cứ tha tí là đứng lên thử. Cứ tha tí. Tôi sẽ đứng lên. Người sẽ đứng lên là đỡ khác với cái chuyện mà sẽ dưới là nằm xuống. Đứng lên không nhất thiết là thức dậy nha. Tôi sẽ đứng lên. Tôi sẽ đứng lên.
cái động từ này đó, thì chúng tôi không biết là thường tạo từ xưa trong việc học động từ này chưa. Apa nó cũng là cách chát tiếp là đi, mà apa cách chát tiếp, apa là một cái tiếp đồng ngữ. Apa cách chát chúng ta học chưa chữ này chưa đó. Apa cách chát tiếp có chữ không có hả? Quý vị có học chữ này rồi chưa hả? Chữ này là nếu mà Abacachati mới là đi đến, và Abacachati là đi chỗ khác, đi chỗ khác, đi khỏi hay đi chỗ khác chứ. Chứ rất lâu lâu thì tôi siêu cũng trát với việc thích cho là bài tập vô gà chữ mà chưa có, nhưng mà trát thì đi cũng tốt. Rồi T Abacachisanti Abacachisanti T Abacachisanti là họ sẽ đi chỗ khác, họ sẽ đi chỗ khác, hay là chúng nó sẽ đi chỗ. Câu số 8 là Aham Chanisami, Aham Chanisami. Chứ chữ Ami là Isami là tôi sẽ gì? Aham. Chúng ta có động từ Chanisi, Chanati sẽ bị động từ Chanati là tôi sẽ hiểu biết. Là đúng rồi, tôi sẽ hiểu biết. Hay là tôi sẽ hiểu, yeah, tôi sẽ hiểu, tôi sẽ biết, yeah, tôi sẽ hiểu. Đúng ra chữ đó là tôi sẽ biết. Đó, chỉ hiểu một chữ khác thì tôi sẽ biết. Tôi sẽ biết. Yeah. Câu số 9 là T. Chinisanti. Chinisanti. Từ cái chữ Chinati. Anti là thắng, hay chiến thắng. T chỉ để xem đi là họ sẽ thắng hay là họ sẽ chiến thắng. Và bây giờ câu số 10. Tung hê sẽ biết sẽ thắng. Tung hê sẽ bị sát thả. Là các anh sẽ nghe, đúng rồi, là từ chữ sunati. Sunati là nghe. Sẽ bị sát thả là các anh sẽ nghe. Yeah. Ồ, bữa nay cô là một dân nguyện trở lại rồi. Cô có đi nghe thì cô là người không có khỏe. Hôm nay trở lại rất là hoan hỷ. Các anh sẽ nghe. Bây giờ chúng ta dịch sang tiếng Pali. Khi nãy chúng tôi có nói lâu lâu thì là tôi sư chắc quý vị, nhưng mà thật ra thì là tôi sư cũng cái cũng tự tế cái câu này chúng ta mới tôi sẽ biết hình như chúng ta mới học hồi lại, tôi sẽ biết, tôi sẽ hiểu, chúng ta mới dịch hồi nãy. bây giờ có sẵn, quý vị có móc ở trên đây xuống là xong ngay. cái này gọi là hậu đãi, hậu hỷ. Anh cho đi sao bị cho đúng rồi. Tôi dạ tôi sẽ biết, dạ tôi sẽ biết, dạ. Ủa, sao câu số 2 cũng là họ sẽ chiến thắng? Câu này mình mới dịch rồi mà. Phải không, quý vị, chúng tôi có lộn không vậy? Hình như, đúng rồi, câu này chúng ta mới dịch. Câu
chắc từ đầu từ siêu soạn soạn dịch cái phần về bài tập dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt rồi xuống sẵn tiếng Việt sang tiếng Bali rồi dịch luôn dịch tiếng Việt giờ mới dịch đúng rồi họ sẽ thành họ sẽ thắng như mình chúng ta sẽ đi. Dạ, tê chinh sản tí, tê chinh sản tí, họ sẽ thắng. Tê chinh sản tí. Câu 1 và câu 2 đó, thì mình khỏi cần phải bận tâm nhiều tại vì lý do này. Mình mới học luôn. Số 3 là nó sẽ che đậy, nó sẽ che đậy đập thắng hệ đập thắng tức là bởi vì nó đập thắng chậm hay sao việc luôn. Mình đang là bài tập thật ra mấy hôm nay thì thật sự cho học việc cũng hơi chậm đó dễ không phải chậm nhưng cũng vừa phải đó. Thật ra như vậy dạ giờ nó sẽ che đậy nó là số và che đậy trong tiếng Phạn che đậy cha đề thi cha đề thi thật ra cha đi sạch đi số cha đi sạch đi thật ra cha đi cha đi cha đi tôi sẽ tu tập dạ tôi sẽ tu tập tôi là a hăng dạ đúng rồi so với sa mi nhưng mà bởi vì không có sao chúng ta hiểu nhưng mà nếu chúng ta biết chưa đúng chúng ta phải biết có hai cái dấu quyền ở trên những quý vị nhân pha với sao đi không biết sao đi tôi a hăng không biết sao đi tôi sẽ tu tập câu số 5 là chúng sẽ trọng chúng sẽ tưởng Churidi là anh trọng chúng sẽ tổng là chú gì thưa quý vị dạ không chúng mà chúng dạ không chúng sẽ trọng chứ phải chúng tôi sẽ trọng và chúng nó sẽ trọng chúng sẽ trọng là tê tê gì quý vị? Dạ đúng rồi, tê cho sanh tí. Tê cho sanh tí là chúng ta sẽ rộng. Cho rê tí là rộng. Họ sẽ rộng là cho sanh tí. Câu này, đúng là câu là từ siêu. Để làm quý vị đi. Câu này là vì ấy sẽ giảm. Ở trong bài tập có rồi. Vì ấy sẽ giảm. Quý vị chỉ bóc đúng. Bỏ thêm cái chữ nhân sinh đại dịch từ mỗi lần xong liền. Dạ. Vì ấy sẽ giảm. So this is nothing. Đó là vì ấy sẽ giận. Nên vì biết sao giống chữ số đề quá hả? Dạ. Chữ đề sẽ sạch tí biết chung với nhau. Dạ.
Câu số 7 là chúng tôi sẽ thu nhập. Dạ, chúng tôi sẽ thu nhập. Chúng tôi sẽ thu nhập. Ừ. Cô Tùng ha. Để ý chữ chữ đàn thả không, không phải. Chúng tôi là mạng dân. Chúng tôi là mạng dân. Thu nhập là chi na ti. Chi na ti. Nhưng mà đổi sang thời tương lai. Ngôi sứ nhất số nhiều là chi ni sa ma. Mạng dân chi ni sa ma là chúng tôi sẽ thu nhập. Câu số 8 là tôi sẽ đạt đến, tôi là A-hăng và đạt đến. Đạt đến là chúng ta có động từ là Paputi. À, đúng rồi đó. Paputi. Dạ. Cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Nhi. A-hăng, Paputi. A-hăng, Paputi. Sư tử siêu ơi, xin bệ trí ơi, xin bệ trí, sư quan hỷ, sư viết dùm cho một cái bài chỉ cách quý Phật tử mà viết tiếng Pali được ở trong, trong làm sao để biết đánh cái chữ Pali được. Tại vì chúng ta càng học thì cái dấu là quan trọng lắm, dấu như là dấu ngang vậy. Thì dấu nó quan trọng, sư quan hỷ, sư viết cái sư gửi dùm cho. Rồi cũng, dạ, dạ phải. Và Phú Đại Tiên cũng đạt được đến, dạ. Dạ, nhưng mà Bác Phú Thí cũng là đạt đến, dạ. Sư Quang Hỷ, sư biết hướng dẫn cách viết tiếng Bali rồi sư gửi tất cả mọi người. Tại vì những lớp khác thì mình đánh không có dấu, không có chi, nhưng mà cái lớp này thì rất quan trọng. Chúng ta... cái chữ này đó hơi cái động từ này nó hơi lộn ở trong tiếng Anh, đọc nghe giống giống như tiếng Anh chữ miễn cưỡng nhưng không sao. chúng ta đi nó sẽ là cái này mình khỏi phải tìm nhiều ở trong bài. Trong bài học có rồi. Thì là cái siêu lâu thì là cũng đại quy. Vậy không, nó sẽ là thì không thấy sao biết được. Thì sao biết là tôi sẽ là, thì nó sẽ là. Dạ, yeah, hesitate. Ở trong tiếng Anh chúng ta có chữ miễn cưỡng là hesitate. Hesitate. Thì sẽ là so hesitate. Yeah. Cảm ơn quý vị. So hesitate. Bây giờ có chữ này thì tôi sẽ cũng là đại quý vị đấy. Thì tôi sẽ nghe, tôi sẽ cũng buồn. Nhưng quý vị tại sao sẽ tôi lấy trong bài học ra thì tôi đại quý vị. Tại vì có sẵn là họ sẽ làm. Cái câu này có trong bài học, họ sẽ làm. Dạ, họ sẽ làm. Dạ. Tê Karisandi. Tê Karisandi là họ sẽ làm. Sẽ làm. Rồi, quý vị, chúng ta đã học, đã tập dịch từ tiếng Việt sang Pali, Pali sang tiếng Việt. Rất là cảm ơn quý Phật tử. Quý vị học cái này càng ngày là bài tập càng nhanh thì bây giờ bắt đầu có kết thúc rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ học qua bài học mới, bài đọc thêm. Chúng ta sẽ học qua bài đọc thêm. Trong bài đọc thêm này, quý vị nên lưu ý đây là một cái thể gatha, một cái thể kể mà rất là
là phổ thông và phổ thông ở trong tiếng Phạn. Chúng tôi gọi là phổ thông là bởi vì nó có chín, nó có tám âm tiết, dạ, có tám âm tiết, một câu có tám âm tiết. Thí dụ như cái câu là ye cha puta, ye là một, ta là hai, put là ba, ta là bốn, ati ta chứ là a là một, ti là hai, ta là ba, cha là bốn. Như vậy là một câu có tám âm tiết. Thì quý vị nhìn vào, quý vị nhìn vào cái câu này, thì cái cách mà đọc cái này là cách ngâm kệ đơn giản nhất. Và hồi nãy thì đoàn tùy siêu hướng dẫn cho quý vị đó là chúng ta ngắt ra tám âm thành ra bốn âm. Về cha pu tha a tê ta chứ, quý vị nhé, về cha pu tha, về cha pu tha, như ngày đó tê ta chứ, về cha pu tha, về cha pu tha là bốn, anakata, rồi bạch chư pa na cha ye pu tha, ahang wanda mi sampada, giống như mình đó, mano pang gama thamma mano setha mano anasa chi paduthena rasati wa karoti wa, ví dụ như vậy. Thì cái gatha mà có tám âm tiết, tám âm tiết trong một câu là dễ tụng dễ đọc tiếp. Và câu này là cái thể này rất là phổ thông. Về cha pu tha a te ta chứ, về cha pu tha a na ca ta, cha ye pu tha pa chư pa na cha ye pu tha a hang wan da mi sa pa da. Luôn luôn á là chúng ta tạm dịch ngắn như vậy là tất cả chư Phật nào ở trong quá khứ, tất cả chư Phật nào trong tương lai, tất cả chư Phật nào trong hiện tại, con xin đảnh lễ tất cả. Cái bài này là lễ tam thế Phật, dạ, tam thế Phật. Trước khi mà chúng tôi nói ý nghĩa của cái bài tam thế Phật, tam thế Pháp, tam thế Tăng, lễ tam thế, thì không biết sư Nguyên Thông phải không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thông qua khi hướng dẫn đại chúng đọc khoảng 3 lần. Rồi sau đầu vị nào lên có thể đọc cho 3 lần. Chúng ta không cần kể cũng được. Chúng ta đã cho Bú Tha ở đây ta cho đọc cũng được. Xin trình xin mời. Dạ, con chú lĩnh sư phụ xin đọc các bài tập thế chư Phật. Ye cha bùa tha a ti ta cha ye cha bùa tha anagata pap chupana cha ye bùa tha ahang vanda misapada cha ye cha bùa tha anagata pap chupana cha ye bùa tha ahang vanda misapada. Hello. Hello. Em đợi chút nha. Ok. Hello. Anh. Dạ, con xin cầm mic để cho sư Nguyên Thông nghe điện thoại ạ. Dạ, con xin được đọc bài. Dạ, cảm ơn tất cả cho Nhật Bình hiểu. Dạ, con tri ân sư. Về chấm quốc thả tì ta cha về chấm quốc thả anna ca ta chấp bà na cha về quốc thả hăng quanh đa mi sát ma đa
Ye ca tham ma ti ta cha ye ca tham ma na ca ta chấp ban na cha ye tham ma hằng văn đa mi sát ma đa ye cha sang kha ti ta cha ye cha sang kha na ca ta chấp ban na cha ye sang kha hằng văn đa mi sát ma đa. Con xin được tụng ạ. Ye cha bút A tê ta cha ye cha bút tha na cha ta bát chấp man na cha ye bút tha a hằng văn đa mi sát ba đa ye cha tham ma a tê ta cha ye cha tham ma na cha ta bát chấp man na cha ye tham ma a hằng văn đa mi sát ba đa ye cha sang kha ti ta cha ye cha sang kha na ca ta bát chấp man na cha ye sang kha a hằng văn mê sắc ma đa. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Cô Như Quỳnh và quý Phật tử có thể lưu ý đó. Cái câu thứ ba chúng ta đọc ba chúc và na, cả bốn điều là trường âm hết. Bát chúc bàn na, tại vì chữ bát á, chữ á nó có chữ c phía sau, quý vị thấy không, nó là rất biệt ngữ. Chữ chúc nó có chữ u với chữ phi ở phía sau, bàn cũng vậy và chữ na cũng vậy. Bát chúc bàn na, bát chúc bàn na là cả bốn cái điều là trường âm hết. Ye cha pu tha a ti ta chữ khi mình đọc là mình tông có thể đọc là chát, nhưng mà khi mình kể đọc là chết. Như là mình nói là ye cha pu tha a te ta chứ ye cha pu tha a na ca ta, nhưng mà khi mình tụng là ye cha pu tha a te ta cha ye cha pu tha a na ca ta pa chu pa na cha ye pu tha a hằng văn đa mi sát ma đa. Xin thỉnh xin nghe thông. Dạ, con chúng lĩnh sư phụ xin đọc lại cái bài Tam Bảo. Ye cha bu tha a ti ta cha ye cha bu tha a na ga ta pa chu pa na cha ye bu tha a hằng văn đa mi sát ma đa ye cha tham ma a ti ta cha ye cha tham ma a na ga ta pa chu pa na cha ye tham ma a hằng văn đa mi sát ma đa ye cha sang kha a ti ta cha ye cha sang kha a na ga ta pa chu pa na cha ye sang kha a hằng văn đa mi sát ma đa. Bây giờ con đọc theo cái chữ chữ cha chữ nó gọi là đọc là chưa. Ye cha bùa tha a ti cha cha ye cha bùa tha a na ga ta pa chu pa na cha ye bùa tha a hằng văn đa mi sát ma đa ye cha tham ma a ti ta cha ye cha tham ma a na ga ta pa chu pa na cha ye tham ma a hằng văn đa mi sát ma đa ye cha sang kha a ti ta cha ye cha sang kha a na ga ta pa chu pa na cha ye sang kha a hằng văn đa mi sát ma đa. Dạ con xin đọc xong xin mời người kể. Xin cảm ơn sư Nguyễn Thông. Thưa Phật tử, chúng tôi xin được nói một ít về ý nghĩa của hai bài này, của ba bài kệ này. Dĩ nhiên là ba bài kệ nói về lấy Phật Pháp Tăng, nhưng mà Phật Pháp Tăng trong quá khứ, Phật Pháp Tăng trong hiện đại, Phật Pháp Tăng trong tương lai. Ở đây có bốn ý nghĩa mà tất cả chúng ta nên biết đến, là theo ở trong kinh thì có những cái giá trị nó không có thay đổi theo thời gian, mà trong sớ giải nó rằng quá khứ như thế nào như vậy, hiện đại như thế nào thì tương lai như vậy đấy. Thì đó là cái giá trị của lạ ca liên khu, giá trị vượt thời gian. Phật giáo Bắc Kinh
thì cái quan niệm về tâm thế Phật giáo có khác với Phật giáo Nam truyền. Thí dụ như là Phật giáo Bắc truyền là Phật quá khứ, là Đức Phật Di Đà, hiện tại là Đức Phật Thích Ca, tương lai là Đức Di Lặc. Và khi mà nói là thờ tâm thế Phật thì thờ ba đó là tâm thế Phật. Nhưng mà riêng ở trong Phật giáo Nam trong tộc thì chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều giống với nhau, không có khác biệt. Giống với nhau về những phương diện như là về sự giác ngộ là hoàn toàn giống nhau. Về cái tướng mạo thì tất cả chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều là cắt y, cắt tóc, cắt tóc y, chứ phải có chư Phật để tóc dài, để tóc ngắn, chư Phật đều cắt tóc hết. Và tóc y là đều là y cả xa, chứ phải vì mặt chữ này mà mặt chữ kia. Và chúng ta nói về tánh tướng của sự giác ngộ đó, thì chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta nói đến các vị chánh đẳng chánh giác, thì các ngài gọi là bậc vô thượng sĩ ở mức độ nó cao nhất, không có vị nào hơn vị nào. Nói một cách khác là ví dụ như internet bây giờ, ở trên YouTube bây giờ, người ta có nói rằng Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca ai cao hơn, ai giỏi hơn, ai có năng lực hơn, thì riêng về cái điểm Pali thì nói rằng chư Phật ở trong quá khứ đều là Đức Phật Diên Năng, Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật hiện tại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay trong tương lai Đức Di Lặc vân vân, thì tánh tướng và sự giác ngộ đều hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên có một vài sự khác biệt giữa các ngài, đó là các ngài ra đời vào trong cái thời kỳ mà chúng sanh tuổi thọ ngắn hoặc dài. Do cái tuổi thọ ngắn hoặc dài đó, do đó cái căn tính tu tập có khi có khác. Và có những thời kỳ con người sống càng lâu thì cái tâm tư nó càng đơn giản, thì cái pháp các ngài thuyết ấy, tương đối đơn giản. Còn thời nào mà các ngài ra đời mà chúng sanh nhiều khúc mắc giống như thời đại chúng ta, thật ra ở trong kinh nói rằng khi mà một vị Phật ra đời mà trong thời kỳ chúng sanh chỉ có một 100 tuổi thôi, sống 100 năm thôi đó, thì thời kỳ đó là con người là đa sự nhất. Đa sự nhất là Đức Phật này thuyết pháp nhiều nhất. Là do Đức Phật thuyết pháp nhiều, chúng ta mới có cả cái bộ Tam Tạng. Dạ, Tam Tạng chứ được nhiều kinh. Và Tăng Luật cũng vậy. Tăng Luật là có những thời mà chư Phật ngài không có ban hành Tăng Luật, bởi vì tăng chúng rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà chư Phật, Phật nào, vị nào mà không có ban hành Tăng Luật á, thì giáo pháp không có tồn tại lâu dài. Bởi vì vào hạ thứ 12 của Đức Phật, thì tôn giả Sa Lợi Phất có hỏi Đức Phật là trong tất cả cái giáo pháp của chư Phật ở trong quá khứ, thì giáo pháp nào dài ngắn thì Đức Phật cho biết rằng khi nào mà vị Phật nào mà có ban hành Tăng Luật thì giáo pháp lâu dài. Thì tôn giả Sa Lợi Phất thỉnh Đức Phật ban hành Tăng Luật, thì Đức Phật ngài trả lời rằng khoan đã, tăng chúng vẫn còn rất là thanh tịnh tốt đẹp, chờ cho đến cái hạ thứ 20 của Đức Phật thì bây giờ trong tăng chúng mới bắt đầu có những cái quý nhiệm xảy ra và Đức Phật mới bắt đầu ban hành Tăng Luật. Thật đó là vài sự khác biệt về tuổi thọ. Ví dụ như là Đức Phật của chúng ta sống 80 tuổi, nhưng mà Đức Phật ca diếp, Đức Phật Di Lặc sống lâu hơn nhiều bởi vì tuổi thọ của từng thời đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là tánh tướng và sự giác ngộ giống nhau. Thật ra khi mà chúng ta lễ Phật là tất cả chư Phật trong quá khứ, tất cả chư Phật trong tương lai, tất cả chư Phật trong hiện tại, con xin đảnh lễ các ngài, hay là con xin đảnh lễ tam thế Phật đức trong quá khứ, đức trong trong hiện, đức trong tại. Thì bài này nhấn mạnh đến tính cách của thể nhất thể Phật. Và bài kệ này của bài kệ thứ hai đó là nhất thể của giáo pháp. Dạ, nhất thể giáo pháp là giáo pháp bị là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc.
giáo lý tứ hoàn toàn giống nhau. Chư Phật không có nói khác về giáo lý tứ này. Và cái câu mà không lập tất cả ác giờ quân tu hạnh lành thanh tịnh tâm ý, thì cái câu đó là câu nó gọi là lời dạy chư Phật chứ không phải lời dạy của vị Phật. Và khi nào quý vị nào đọc, các vị MC mà đọc bài cuối cùng đó, thì nhớ là sửa là hành trì theo lời dạy, đó là lời dạy của chư Phật chứ không phải lời dạy của Đức Phật. Câu mà chư ác mạt tác thì chúng tiện phụng hành, để từng tình kỹ thì chư Phật giáo không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành thanh tịnh tâm ý là lời dạy của chư Phật và tất cả Phật quá khứ đại như vị lai đều dạy như vậy. Thành ra những giáo lý, nhiều giáo lý tứ đế, giáo lý được khởi, dĩ nhiên là các ngài có vị giảng nhiều, có vị giảng ít, nhưng mà nói về sự bản chất của đời sống, nói cái nguyên nhân của đau khổ, nói về sự diệt khổ, nếu con đường chưa tới sự diệt khổ thì chư Phật giúp nhau. Thành ra tất cả giáo pháp, và cái chữ tham ở đây là giáo pháp, chữ tham má có nhiều nghĩa. Tham má có nghĩa là những cái hiện tượng trên thế gian này là tham má, nhưng tham má đây là giáo pháp của chư Phật. Dạ, như đó là Phật pháp tăng á, thì chữ pháp đó không phải là hiện tượng mà pháp đó là giáo pháp. Thành ra giáo pháp của chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vì đây đều giống nhau. Con xin đảnh lễ giáo pháp đó. Tăng chúng, tăng, dạ, tăng, tăng ở đây tức là những đệ tử Phật, mình nói rõ hơn là những vị đã được các Đức Thế Tôn khai thị, các ngài là những bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, sơ đẳng, sơ quả, nhị đẳng, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì gọi là bốn đôi tăng chúng đệ tử Phật. Thì ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, chư vị này hoàn toàn giống nhau, tức là các cái bậc đệ tử Phật, những đệ tử Phật mà chứng sơ quả đều là những vị đoạn trừ thân kiến ngoài biên giới cấm thủ, những vị mà nhị quả là giảm nhẹ dục ái và sân, những vị chứng tam quả là những vị đã đoạn tận dục ái và sân, những vị chứng tứ quả là vị đã đoạn tận sắc ái, vô sắc ái, cả mạng không của mình. Tất cả đệ tử Phật trong quá khứ và hiện tại, vị lai. Ngoài ra thì những đệ tử Phật còn có một cái trọng trách rất là quan trọng là hoàn truyền Phật pháp. Và Đức Phật ở nơi nào đó ngày biến hiện lên nhiều thân, nhưng mà căn bản giáo pháp được truyền từ quốc độ này sang quốc độ khác, truyền thế hệ này sang thế hệ khác, là trách nhiệm của chư tăng. Chư tăng là có trách nhiệm hoàn truyền chúng ta. Và chư tăng là một tập thể. Một tập thể đó nó vượt lên cái khái niệm cá nhân. Tại là chư tăng là phước nghiệp vô thượng, là một cái luồng phước vô thượng. Ngay cả Đức Phật ngày dạy rằng cúng dường đến đến tứ phương tăng, đến đại chúng tăng già khổ vô hơn một tí, thì sự cúng dường đó cái phước nhiều hơn là đến Phật theo quan niệm cá nhân. Và cá nhân chuyển thế, tức là cho dù chúng ta cung kính cúng dường Đức Phật, của những cá nhân cũng không bằng chư tăng trong một quan niệm là tổng thể, đại thể, một cộng đồng. Và Đức Phật này là một vị đạo sư rất là đặc biệt, là ngài nói rằng một vị đại giác, nhưng mà ngài đem cái sự kính trọng của ngài dành cho giáo pháp, và ngài cũng kính trọng đối với chư tăng, kính trọng đối với chư tăng là tập thể, mặc dù chư tăng là đệ tử của ngài. Thật ra thì có rất là nhiều cái ý nghĩa, có rất nhiều ý nghĩa để gặp Đức Phật pháp tăng. Nhưng mà điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với quý vị là khi mà chúng ta lễ tam thế tam bảo hay tam thế Phật pháp tăng đó, thì đây là những giá trị không có thay đổi theo trong quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng tôi. Chúng ta gọi là những giá trị vượt thời gian và quá khứ, hiện tại như vậy, hiện tại thế nào, tương lai như vậy. Và khi mà chúng ta nói rằng tam bảo, khi mà quy Phật pháp tăng, thì tam bảo đó chúng ta không nói tam bảo đó là
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là lời dạy được ghi trong Tam Tạng Kinh Điển, có Trung Bộ, Trường Bộ, Thứ Ứng Tăng Di Bộ, vân chúng ta nói như vậy. Mà khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, lãnh lễ Tam Bảo là chúng ta lễ tất cả chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta lễ tất cả giáo pháp ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta lễ chư Tăng ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư Phật ở trong tam thế đồng thể tánh tướng giác ngộ giáo pháp ở trong quá khứ hiện tại vị lai cũng đồng là cái lẽ thật dựa trên tứ đế dự định duyên khởi và chư tăng trong quá khứ hiện tại vị lai đều là những bậc tứ song bát bối tức là bốn đôi tám vị đều là những cái bậc vô thượng phước tiện đều là bậc có trách nhiệm hoàn thiện chánh pháp nên chi chúng ta lễ Tam Bảo đó thì chúng ta phải hiểu nghĩa và chúng ta quy y chúng ta cũng phải hiểu nghĩa. Có nhiều người nói rằng tôi tôn Vinh Nam Tông khi tôi lễ Phật Thích Ca những cái đó không có đúng đâu. Và khi mà chúng ta đặc biệt lễ riêng Đức Phật thì chúng ta đồng bài Nam Mô Bồ Tát Phật Ca Ba Tu Ra Tu Sam Ma Sam Bồ Tát Sát là lễ riêng Đức Phật. Nhưng mà khi nó có quy Phật, có quy Pháp, quy Tăng thì Phật Pháp Tăng hiểu theo nghĩa rộng nhất là đối với chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải có nếu chúng ta quan điểm là nhất thể và không có sự khác biệt của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật ra nhiều khi ta thờ Phật và chúng ta thờ Phật mà chúng ta thờ một vị Phật tức là thờ chung cả chư Phật chúng ta lễ Phật tức là chúng ta lễ chung cả chư Phật bài này là một bài kệ rất là quan trọng khi chúng ta đọc chúng ta phải hiểu Ye chaputha adeta Ye chaputha anakata pachupana Ye putha anvada visapada con xin đối với chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, con xin đảnh lễ tất cả chư Phật. Ye chathama adeta, ye chathama anagata, machupana ye putha ahamvada misapada. Đối với Phật ở trong quá khứ, đối với các Phật trong tương lai, đối với Phật trong hiện tại, con xin đảnh lễ tất cả giáo Phật. Và ye chathanka adeta, chỉ như chư sanh ca na các tạng các chúc ban na chỉ như sanh ca an quan ca vi sập ban na và đối chư tăng ở trong quá khứ đối chư tăng ở trong tương lai đối chư tăng trong hiện tại cầu xin đảnh lễ tất cả thành chúng thưa quý vị trong cái đời sống của chúng ta đó chúng ta nên hiểu rằng có những cái chung và có những cái riêng chung có những cái riêng và cái này là cái mà chúng ta nên rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Cái chung thì nó cũng có một cái tác dụng của cái chung và cái riêng có tác dụng của riêng. Thí dụ như là một Phật tử đi chùa gặp một cái vị trưởng lão, và trưởng lão rất là khả kính, đáng kính, thì quý vị cúng dường đảnh lễ chuyện đó là đúng rồi. Nhưng mà rồi giáo pháp không phải chỉ có vị trưởng lão như vậy, giáo pháp phải trưởng lão như vậy mà giúp một sự tồn tại của một cái truyền thống và trong truyền thống nó có nhiều vị tăng chúng. Thành ra ngày hôm nay người ta thường tạo ra một cái quan điểm rất là cá nhân là tôi là đệ tử của thầy này, tôi đi chùa kia, tôi đặc biệt dành cái ưu ái với thầy nọ vân vân. Cái gì mà càng nặng về cá nhân ấy, thì chúng ta lại càng đi xa cái tinh túy thật sự của giáo Phật. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, người ta có một cái một cách cúng dường là buổi sáng chuẩn bị thức ăn ra cúng dường chư tăng đi khất thực. Chư tăng đi ngang thì họ chỉ biết đó là hình bóng của vị sư mặc y mang bát và họ nghĩ là họ cúng dường đến chư tăng để chư tăng độ dạy, có thực phẩm ăn trong ngày
là chư tăng có tồn tại thì giáo pháp tồn tại, đó quan niệm chung, chứ không phải giống như chúng ta nghĩ đó. Hôm nay mình nấu món này ngon hay là món đặc biệt chúng ta sẽ đem đến cho một vị sư nào mình thích hay một vị thầy nào ngon gì, cái đó nó có tính cách cá nhân, chuyển tiến, nó lại không có, nó không có tốt, không có đẹp như là chúng ta nghĩ đâu. Yeah. Bây giờ thì người ta hay nghĩ rằng thầy của tôi, chủ của tôi thế này thế kia, nhưng mà chúng ta phải nghĩ có tính cách là đại thể, tính cách chung. Mà đại thể không phải chỉ là trong sự có mặt ở trong thời hiện tại, mà trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái cảnh là rộng thì tâm mới rộng, còn cái cảnh càng hẹp thì tâm của chúng ta lại hẹp đi. Thành ra chúng ta cố gắng để hiểu cái ý nghĩa mình làm cái gì của mình. Quý vị thấy rằng trong một cái xã hội nào, một cái văn hóa nào, một cộng đồng nào mà những thành viên ở trong đó mà càng nặng về tính cách cá nhân thì chỗ đó nó càng hỏng. Mà chúng ta càng nghĩ đến cái chung thì nó càng nó là càng thăng hoa, nó càng thăng tiến, nó lợi lạc rất là nhiều điều. Không may trong chúng ta đó là cái quan niệm của người học Phật ngày nay đó, nhiều khi chúng ta theo một cái lời thói là nặng về cá nhân quá, dạ, nặng cá nhân quá. Chúng tôi biết rằng có nhiều khi quý Phật tử rất là quý vị rất là hâm mộ một vị sư hay một vị thầy, hay là một vị thiền sư rất là khả kính, hay là một vị thầy thuyết pháp rất là nổi tiếng. Cái chuyện đó cũng tốt, không có sao. Nhưng mà khi mình chỉ biết có ông thầy của mình thôi, và những mình gặp những vị khác, những cái người khác mình chê, thì cái đó là cái dở. Cái dở. Tại vì mình tu đâu phải mình chỉ tu của một vị thầy. Dạ, mình tu vị thầy. Mà cái văn hóa ngày nay, cái xã hội ngày nay, cái nếp của ngày nay đó, nó đang tạo nên cái tình trạng này. Dạ. Cái tình trạng chúng ta gọi là cái sự co cụm. Dạ. Cái cục bộ nặng về cái cách cá nhân, mà chúng ta không có đủ cái tầm nhìn chung. Cái giáo pháp tồn tại là cái sự tồn tại rộng lớn, chứ không phải giáo pháp tồn tại đó là do đặt nặng về cá nhân được, mà cái đó là cái mà con Phật phải cố gắng hiểu. Khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì quả thật Đức Phật này có những đại kỳ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giá trị cao đẹp đó. Ngài sinh ra đời là một vị hoàng tử, ngài sống ở tại Ca Tỳ La Vệ trong cung vàng điện ngọc như vậy. Ngài đã xuất gia, cuộc đời ngài có những năm tháng khổ hạnh như vậy, thì những cái đó cũng là những cái đẹp, chứ không phải là chúng ta không có tán thưởng. Nhưng mà mình nói rằng Đức Phật Thích Ca là vĩ đại hơn hết, vĩ đại hơn tất cả chư Phật, hay là tôi chỉ là Đức Phật A Di Đà thôi. Và thời Đức Phật chỉ là chỉ bị sáu chữ lục từ Tam Mô với Đạo Phật, là mình được Đức Phật cứu rồi, không phải tu lâu tu mệt như Phật Thích Ca. Thì chúng tôi thưa rằng những cái nhìn mà nó có tính cách so sánh, có tính cách là nặng về cái này hơn cái kia, thì cái đó là cái chúng tôi nói với mình được buồn, đó là cái dở, chứ không có hay. Dạ. Hay là ví dụ mình đi chùa thấy người này thọ bó trai giới, mình nói, ô, cái chuyện thọ bó trai giới nó không có giá trị bằng tu thiền, tu thiền mới là hay hơn. Thì cái nhìn đó nó cũng là cái nhìn dở. Giáo pháp là một tổng thể, giáo pháp là một tổng thể, không thể giáo pháp mà còn cái pháp nào cái một kỳ một câu thần chú nào siêu việt hoàn toàn, hay niệm một câu nào niệm Phật nào siêu việt hoàn toàn. Mà quý vị thấy chúng ta sống trong một xã hội mà bây giờ mình nói rằng chỉ có bác sĩ mới là những người quan trọng nhất, mà cái người thợ lò ống nước không có quan trọng. Thì chúng ta nói ở trong căn nhà mà quan trọng là cái tường, cái nền không quan trọng, cái nóc quan trọng, thì cái nhìn đó nó cục bộ lắm, cái nhìn đó nó hạn hẹp lắm. Chỉ có điều là cái khuynh hướng với chúng ta đó, mình sinh ra đời mình thích, ví dụ như con người mình thích thi ca thì luôn luôn mình ưu tiên thì thi ca, thích âm nhạc mình ưu tiên âm nhạc. Nhưng mà khi mình thích thi ca âm nhạc, mình nói rằng thi ca là tất cả, âm nhạc là tất cả, hội họa là tất cả, nó vẫn gì tất cả hết. Nếu mà mình nghĩ như vậy, mình cố gắng dùng cái tâm của mình rất là rộng,
Bởi vì những người Phật tử mà ở các xứ Phật giáo tiếng Việt có khác với Phật tử Việt Nam. Phật tử Việt Nam mình ví dụ như là người vợ thích đi chùa này, ông chồng thích đi chùa kia, hay là ông chồng không thích đi chùa, hay là con cái đi không đi chùa, đôi khi ở góc cái hướng Bắc mà chạy hướng Nam đi qua chùa đó. Nhưng mà người Phật tử ở tại các xứ Phật giáo đó, làng nào cũng muốn ngôi chùa hết. Đó là làng ngôi chùa ở dưới Campuchia gọi là một cái sóc, sóc là một cái làng. Mới vì đi các xứ Phật giáo trong tông, không có cái làng nào mà cũng ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa làng á, nó gọi là quách bán. Chùa làng nó khác với những ngôi chùa, đặc biệt là chỗ nào. Ngôi chùa làng có thể là bị không có nổi tiếng nha. Dạ, ngôi chùa làng có thể chư tăng rất là bình thường. 5-7 vị, 10 vị, 20 vị ở đó. Nhưng mà Phật tử trong làng không có nghĩa là vì vậy mà họ chỉ đi những ngôi chùa nổi tiếng. Mặc dù họ có tiền, họ có thể đi lên Bangkok, họ đi lên Chiang Mai gặp những vị thiền sư, họ tu tập. Nhưng mà cái ngôi chùa làng thì họ vẫn hộ trì, họ vẫn cúng dường. Họ nói là ô, ngôi chùa làng này là thâm dứt, thâm hà ni cai. Ngôi chùa làng này thầy không có giỏi bằng những chùa chùa khác, tôi cũng đi vân vân. Thậm chí là cái vị sư cả ngôi chùa đó họ thích hay không thích, nó không phải là vấn đề. Mà họ nói ngôi chùa làng là cái chỗ đó là chỗ mà mình đi, mình thờ phượng Tam Bảo, chỗ đó cho vợ chồng con cái đều đi đi chùa được. Thật ra cái quan niệm đi chùa, quan niệm thờ phượng Tam Bảo của người Việt Nam mình là một quan niệm rất là cục bộ, rất cá nhân. Bây giờ còn có nhiều vị còn tệ hại hơn nữa. Ví dụ như là đi tu mà chỉ đi tu một môn thiền tấn không thôi, ở Houston có thiền tấn không mà đi thiền tấn không thôi. Rồi bà vợ thích thiền tấn không mà ông chồng không thích, mà cái môn thiền tấn không đó nó chỉ hợp cho bà vợ mà không hợp với con cái. Thật ra sau này lớn lên có tình trạng là bà mẹ đó thì lại còn biết được Phật pháp mà con không biết được Phật pháp. Cái đó là cái lỗi của người Phật tử Việt Nam. Và các Phật tử Việt Nam đó là cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Đó là tinh thần tùy hứng, tinh thần nghi nặng về cái tinh thần cục bộ. Chúng ta không xây dựng một cái nền tảng đạo Phật quần chúng. Đạo Phật quần chúng đó là ngày xưa có cái trong làng có cái đình, trong làng có cái chùa. Giống như Nguyễn Bính có nói, đọc viết câu thơ chúng ta là với tôi có gió buông, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm. Dạ. Ngày xưa ở miền Bắc ấy, cũng còn có cái chuyện đó là chùa nào cũng có cái đình để cúng thần, và đình là để nơi mà người ta con này con kia như là cũng lời cúng theo quay hoặc này kia. Còn chùa đó là nơi mà ta đến chùa bắt tắm bắt tinh thần tôn giáo, có tính cách là hiền hòa. Thì cái đình để thờ thần và cái chùa để thờ Phật thì làng nào cũng có. Và cho dù là họ thích bị thầy A, thầy B, họ thích bị pháp sư này từng đó, nhưng họ vẫn duy trì cái chùa làng. Phật tử Việt Nam bây giờ đã mất đi điều đó. Dạ, mất đi điều đó rất là tiếc. Trước khi có gặp rất là nhiều trường hợp là chúng tôi lấy ví dụ là một Phật tử, một gia đình Phật tử tại Houston mà họ rất là kính quý Ngài Kim Triệu, thì họ không đi những ngôi chùa năm tông khác. Ở đây họ chỉ đi chùa Ngài Kim Triệu thôi. Và đi chùa Ngài Kim Triệu thì Ngài Kim Triệu ở xa lắm, ở Cali, ở Florida, thì chỉ có vợ đi hay là chồng đi thôi. Thật ra khi một người đi, những người khác thì không có chỗ đi, họ không có đi. Thật ra từ từ họ xa rời Phật giáo. Thì cái tinh thần đó thật ra không tốt đâu. Chúng tôi nói cái việc tốt là nên có ngôi chùa nhà, giống như là bây giờ mình đi bác sĩ đó, mình có bác sĩ gia đình, family practice doctor, và bác sĩ gia đình. Thì bình thường cứ đi bác sĩ gia đình, khi nào mình có cần cái gì, các chuyên khoa về tai mũi họng bị tiểu đường, mình đi bác sĩ khác chứ mình đâu có mình đi bác sĩ, mình chỉ đi một bác sĩ mà thôi. Dạ. Và do vậy đó chúng tôi không thấy có cái ưu tiên là để tạo những ngôi chùa quá đẹp, hay là có những vị pháp sư quá xuất sắc, những vị thiền sư quá nổi tiếng. Tôi nghĩ là người Phật tử Việt Nam đang có cái nhu cầu rất là cần, đó là trở về xây dựng lại ngôi chùa làng. Giờ tôi sẽ tôi chụp một ngôi chùa gia đình, đó là vợ chồng con cái đều có thể đi được. Chúng ta đang mất gốc, tại vì một ngôi chùa mà vợ chồng con cái không thể đi được, có nghĩa là
cái Phật pháp nó chỉ dựng trong một cá nhân, không thể nhiều thế hệ được, toàn thể nhiều thế hệ được. Rồi không ai cho chúng ta đó là bây giờ chúng ta hay tạo một ngôi chùa có cái bản sắc riêng mà không có trở thành một cái ngôi chùa chùa có giá trị, có thể thật là đại chúng. Bên Mỹ, ở Việt Nam có nhiều trường hợp là có những chỗ thì quá dư ngôi chùa, ví dụ như những chỗ đông dân thì tập trung rất nhiều chùa, và có những nơi xa xa thì lại thiếu chùa, tại vì Phật tử họ chỉ tập trung vào những ngôi chùa nổi tiếng đó, nhưng mà ở gần họ không đi. Chúng tôi lấy ví dụ là có những Phật tử mà ngày chủ nhật muốn đi chùa mà phải lái xe đi 1.5 tiếng thì đi 1.5 tiếng là đến nó về cả ngày rồi. Tại đó sau này năm khi 10 quả người ta mới đi một lần. Chúng tôi nói chuyện này nhân cái ba bài kệ ngày hôm nay là muốn nói đến một điều rằng chúng ta nên có cái nhìn rộng hơn, chúng ta nên có một cái nhìn thoáng hơn và có nhìn bớt cục bộ, bớt co cụm lại. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ lại có một vị Phật, Phật này hơn Phật kia, mình tu pháp môn này hơn pháp môn kia, theo vị sư này hơn vị sư kia, mà mình quên đi cái đại thể. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều cái tồn tại nó phải tồn tại một cách cục bộ được đâu, nó phải tồn tại một cái chung, từ vấn đề văn hóa, xã hội, tôn giáo chung. Thật ra những cái bài kể là con xin đảnh lễ chư Phật ở trong quá khứ, con xin lễ chư Phật trong hiện tại, chư Phật tương lai, xin đảnh lễ tam thế Phật. Những cái bài kể đó, những ý nghĩa về có cái tất cách là nhất thể và nhiều quá khứ như thế nào, hiện tại như vậy, hiện tại thế nào, tương lai như vậy, một cái tấm lòng nhất hướng đối với tâm thế chư Phật giống nhau, đó là cái gì rất là cần. Bởi vì chúng tôi rất là thích những hình ảnh là một cái buổi sáng sớm mình ra ngoài đường, chư tăng thì người cúng dường không có biết chư tăng là ai, đó là những vị sa di, những vị tỳ kheo, những vị mới tu hay những vị đã tu ở cái gọi là trung hạ, hay là những vị tu cao hạ. Chúng ta cũng không nói là vị thầy đó là thầy của nước này, thầy nước kia, thân thể quen tu thế này tu tiết không có, chỉ là cúng dường tăng bảo. Một cái hình ảnh mà chúng tôi thường đem vào lòng và thưa quý vị cũng phải chia sẻ với mấy Phật tử là mỗi lần mà chúng tôi về các quốc gia Phật giáo như là bên Lào, bên Thái, bên Miến Điện v.v. thì ít có khi nào mà chúng tôi bỏ dở cái cơ hội, bỏ dở cơ hội là buổi sáng thức dậy có khi một mình, hay là đa phần là đi với Phật tử. Ở bên mấy xứ đó cũng điều đặc biệt là buổi sáng họ bán những cái phần đi khất thực rất là nhiều, để họ bán nguyên một mâm như vậy đó, thì có khi một mâm là $1, $2, thường là 30 baht hay là 40 baht gì đó, tùy theo mình mua. Và chúng tôi đứng ở trên một cái chỗ mà chư tăng đi khất thực có cảm tưởng giống như là một cái dòng chảy, một dòng chảy đó là chư tăng mặc y văn vác buổi sáng đi chân không rất là trang nghiêm. Rồi cơm đó, bánh đó chỉ là thức ăn thôi, nhưng mà nó trở thành những cái vật phát sinh do cái niềm tin. Và chư tăng đi ngang không phải là nói là thầy A, thầy sư B, mà đó là một cái dòng chảy tồn tại của một cái truyền thống chư tăng. Và chúng tôi thưa thật với mấy Phật tử là nếu mà chúng tôi có mệnh chung, có chết thì có lẽ hai điều mà chúng tôi nhớ nhiều nhất là hơi thở ra hay hơi thở vô, là do thường hay tập như vậy. Nhưng mà một điều nữa là chúng tôi rất là vui, rất là hoan hỷ khi nhìn hình ảnh của chư tăng như khất thực. Ở các xứ Phật giáo sẽ rất đông lắm quý vị, đông không phải là quý vị tưởng tượng là có khi có không phải là 1-2 chục mà có cả 100-200 vị. Và khi nhìn hình ảnh chư tăng khất thực thì chúng tôi cảm nhận đó là một cái sự thừa tiếp mà Đức Phật là vị khởi nguồn, và sự thừa tiếp đó để duy trì từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và nghĩ đến cái chung lúc đó rất là hoan hỷ, và rất hoan hỷ. Chúng tôi nói là khi mà đi về đó là có khi cúng dường cả ngàn vị mà cũng thấy mệt. Tại vì sao vậy? Là tại vì thật ra mình được dịp tiếp xúc với một truyền thống, tiếp xúc với một dòng chảy,
mà dòng chảy đó rất là thiêng liêng, rất là đẹp. Vì vậy, chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử nên mở lòng ra, và nên mở lòng ra, bớt đi cái cách co cụm, cách mà cục bộ đến cách cá nhân. Bây giờ mà chúng tôi gặp quý Phật tử hay sùng bái nhiều quá, chúng tôi sợ lắm, và chúng tôi sợ lắm. Chúng tôi rất sợ những người Phật tử mà quá thích một vị pháp sư giảng sư này, mà chẳng bao giờ muốn đọc sách hay muốn nghe một vị giảng sư khác, quá trọng vị thầy này, không bao giờ muốn đặt chân đến ngôi chùa khác. Chúng ta làm như vậy là chúng ta đang đi ngược lại với cái truyền thống rất là đẹp của Phật giáo. Khi mình là một người Phật tử thật sự đó, thì dĩ nhiên là mình có một sự quan hệ với một ngôi chùa, quan hệ với một vị sư. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải nhìn là sự tồn tại của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, sự tồn tại của Tam Bảo trong quá khứ, hiện tại, vị lai, sự tồn tại của Tam Bảo là chung các ngôi chùa, không phân biệt đó là chùa Thái, chùa Nam, không phân biệt là ở ngôi chùa này thầy quen không, thầy không quen. Có nhiều Phật tử họ có một cách là họ quá chuộng là một vị thầy nào đó, thì chúng tôi thưa rằng họ không phải chuộng vị thầy đó, mà họ chuộng cái bản ngã cá nhân của họ. Tôi thích vị thầy đó, thành ra vị thầy đó phải vĩ đại. Tôi thích vị thầy đó, lúc đầu tôi mở miệng ra tôi nói vị thầy đó. Nhưng mà tại sao phải thích vị thầy mà không thích giáo pháp? Tại sao phải mình phải thích một ngôi chùa mà mình không nghĩ đến cái sự tồn tại chung của cộng đồng Phật giáo? Thế là cái dở của Phật giáo Việt Nam mình. Giáo Việt Nam mà điểm này là điểm mà chúng ta muôn đời không bao giờ làm được đó. Là trước khi về các quốc gia Phật giáo mỗi một cái làng có một ngôi chùa, và không phải là người nào có tiền tự nhiên gặp ngôi chùa khác kế bên. Dạ không, họ không gặp ngôi chùa kế bên đâu. Dạ, chư Phật tử họ đi chùa đó. Dạ, từ đời này qua đời khác, dù rằng họ thích hay không thích, dù họ thân hay không thân với vị sư cả, thân hay không thân chứ ta không đi chùa. Chứ không phải như Việt Nam mình đó là mình thân với vị sư cả thì mình đi, không thân thì không đi. Hay hoặc giả là ngôi chùa đó mình không mặn mà lắm rồi, mà muốn mình giàu có tiền mua đất cất ngôi chùa khác. Việt Nam chùa lớn chùa nhỏ cất lung tung hết, và mình nghĩ mình hay. Chúng tôi thấy như ở bên thành phố này, thành phố Phía Tân, chúng tôi có nhiều khi có một ngôi chùa rồi chư tăng khác qua ở, rồi mấy vị ở trong chùa là muốn ra lập một ngôi chùa khác, thì cũng có số phần tử tắt ra muốn ủng hộ cho vị thầy đó lập ngôi chùa, lập chùa để chống chùa thôi. Cái đó là cái dở của chúng ta. Chúng ta không có ý thức được chuyện gì đó, chúng ta làm việc rất là vô ý thức. Chúng tôi xin lỗi quý vị nha, nói như vậy để quý vị buồn, nhưng mà cái chuyện Phật tử Việt Nam là có nhiều khi mình nghĩ mình đang xây dựng Phật giáo, mình tiếp phận tiếp tay chia rẽ Phật giáo. Tại vì sao vậy? Cái chuyện ngôi chùa nó phải giống như business, không phải là cơ sở thương mại. Mà có vị thầy nào đó mình quan nghĩ mình ủng hộ lập ngôi chùa mới, rồi quan nghĩ lập ngôi chùa mới nữa, rồi rất nhiều ngôi chùa mà không có chùa nào mà thật sự đáp ứng được nhu cầu á. Bởi vì sao? Ở đây chúng tôi có cái lỗi cả hai giới, xuất gia và tại gia được. Dĩ nhiên là có những trường hợp rất là phải xét lệnh mang tính cách là cá biệt. Ví dụ như cái vị sư cả khó quá, những vị sư khác không ở được chẳng hạn. Nhưng mà căn bản mà nói đó, thì cái cách của chúng ta nhìn nó chưa có đạt, nó chưa có thấu tình đạt lý. Vì vậy chúng ta phải nhìn lại vấn đề, và chúng ta phải thấy được rằng mình lễ Tam Bảo là lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và nếu mình hiểu rằng lễ Phật, quy y Phật, nghĩa là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật ra đời là tên là Thái Tử Xích Lợi Tháp, thì hiểu như vậy cũng là sai nha. Hiểu sai. Chính chúng ta quy y Phật là quy y chung tất cả chư Phật. Phật là một cái ngôi vị Phật Bảo mà quá khứ thế nào, hiện tại như vậy, hiện tại thế nào, tương lai như vậy, không có thay đổi. Pháp Bảo cũng vậy, Tăng Bảo cũng vậy. Chúng ta phải cảm nhận, phải thâm nhập, phải hiểu được cái nghĩa chung. Dạ, đừng có hiểu nghĩa cá nhân. Hiểu cái cá nhân là hiểu sai lắm. Dạ, hiểu cá nhân, hiểu như vậy là không có đưa cái tâm của chúng ta rộng được. Chứ không Phật Pháp, chúng ta hiểu như vậy là cái cảnh mà càng rộng thì tâm càng rộng, mà cảnh càng hẹp thì tâm càng hẹp. Người Phật tử ít bao giờ mà cảm kích được một điều rằng tại sao Đức Phật là vị giác ngộ mà người nói rằng quý vị đọc kỹ trong kinh này,
Ngài sau khi Ngài quan sát Ngài đó là Ngài sẽ đem cái lòng kính trọng đối với giáo pháp mà Ngài nói Tăng Bảo cũng đáng như Như Lai đặt lòng tôn kính. Cái chữ Tăng Bảo là đáng như là đặt tôn kính, chữ Tăng đâu phải là cá nhân. Ngài sẽ là Phật, Ngài một chuyện liên đề nữ Đức Phật, mà cá nhân đó là cái chung, cái đại thể mà Đức Phật là thầy của chúng ta, mà Ngài kính trọng một cái truyền thống Tăng Bảo chung. Thì tại sao chúng ta là cái gì mà chúng ta đòi phải hơn Đức Phật? Chúng ta chỉ kính trọng ông thầy A, ông sư B, vị thầy A, vị thầy B và cũng không có. Chúng ta phải hiểu được vấn đề. Cái khổ của của chúng ta là khi học Phật pháp thì học thì có học đó, nhưng mà đôi khi chúng ta không có đọc kỹ, không có phân biệt rõ, thành ra càng ngày càng đi lúng sâu vào. Có nhiều người Phật tử Việt Nam đi thấy người Phật tử Miến Điện lại bị sa di, mình cười, đâu sa di nhỏ xíu mà lại cái gì? Mình không hiểu gì hết, mình hoàn toàn không hiểu gì, không hiểu cái gì về ý nghĩa của cái chung hết. Chúng ta không phải đảnh lễ một vị sư lực đến những cá nhân, mà chúng ta nói tới sự tôn trọng một cái truyền thống, và cái truyền thống đó là một cái đại thể rộng lớn. Thật ra thì cái điểm phát truyền đó thì cũng có một số các câu rất là đẹp, nhưng mà người ta tụng rất quen, thí dụ như tự quy y tăng, nương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết phần vô ngại. Thì câu thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại là câu rất là đẹp. Thống lý đại chúng tức là mình hiểu được cái chung, và mình lãnh hội được cái chung, chứ tăng không phải là cá nhân. Nhưng mà cũng có Phật, có ai mà chịu khó đọc cái câu mà thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, mà cái gì cũng cá nhân hết. Và đặc biệt là cái này nó trở thành một cái tệ trạng ở trong cộng đồng Việt Nam, và chúng tôi nói rằng điều đó nó còn nguy hiểm hơn pháp nạn nữa. Nói như vậy thì quý vị nghe quá, nhưng mà mình nói đến pháp nạn là mình nói rằng chế độ này chế độ kia đàn áp Phật giáo, mình nói rằng những cái thế lực này thế lực kia phái phá hoại Phật giáo. Thành ra chúng tôi không sợ, mà cái sợ nhất mà đáng sợ đó là cái sự suy vi, cái sự mục rã ở trong ngay trong cộng đồng Phật tử, mà cái sự mục rã đó nó từ một cái quan niệm rất là cá nhân và cá nhân. Ngày nào mà người Phật tử đi chùa nhìn Phật pháp tăng là một đại thể, và chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tăng trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà đủ để đọc cái câu là Ahang Wanda Misapada, và con xin đảnh lễ tất cả, và Ahang Wanda Misapada, mà cái câu đó mà chúng ta thốt lên, chúng ta tụng lên, mà con xin lạy tất cả, cái chữ tất cả nó bao hàm cái tâm rất rộng, cái tâm hiểu rất là rõ, cái tâm của chúng ta rất là thoáng lên. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thấy được rằng mình vượt qua được nhiều cái quan niệm rất là hạn hẹp của mình. Rồi bài kinh tục ngày hôm nay thật ra không có khó, nhưng mà cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta đừng coi thường, chúng ta đừng nghĩ là ố, mình nói đến quá khứ, hiện tại, vị lai thì ai cũng biết rồi, Phật pháp tăng ai cũng biết, vậy không, mình biết là một lẽ, nhưng cái tâm có đủ rộng như vậy hay không? Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà chúng tôi vào trong lớp học, chúng tôi đã xin đại lễ chư tôn đức, đại lễ chư tôn đức, cho dù rằng ngày hôm đó không có thượng tọa tuyệt siêu mà những vị khác ở trong rung nhỏ hạ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ đến tất cả chư tăng có mặt đó, là những cái vị xuất gia đệ tử Phật mà các ngài là chung đó, thì trong cái chung cái đại thể đó chúng tôi nghiêng mình đảnh lễ được, là chúng tôi phải đảnh lễ cá nhân sư tự tri hay là sư này sư kia, nó phải không phải cá nhân, nhưng mà nó có cộng đồng chung, thì đó là con sẽ đại lễ chư tôn đức, sẽ lễ chư tôn đức đại lễ chung. Dĩ nhiên là có một vài vị lớn hạ chúng tôi nói riêng, như là thượng tọa tự siêu chúng tôi nói riêng, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu chúng tôi nghĩ rằng ở trong này có một chục vị sư mà sư nào cũng nhỏ, mình là trong mình cứ lên ngang vào đây, mình không có thưa, không có tình thì chỉ có sai. Tại vì chúng tôi xin lỗi là một chục vị sư mà mới tu đi nữa thì chúng tôi cũng đã lễ chư tôn đức, bởi vì sao vậy? Thì chúng tôi nghĩ đến cái chung, và do vị mong rằng
tất cả chúng ta khi đọc bài kinh này đó thì lâu lâu chúng ta nên lẩm nhẩm đọc một mình và đem cái tâm tư gửi vào trong đó. Dạ. Ye cha Buddha Teta Ye cha Thamma Teta Ye cha Sangha Teta Adagata Ye cha Buddha Adagata Ye cha Thamma Adagata Ye cha Sangha Adagata Pachupanna Ye Buddha Pachupanna Ye Thamma Pachupanna Ye Sangha. Nhưng mà cái câu cuối cùng là Anguanda Misapada, Anguanda Misapada là con xin đảnh lễ tất cả. Dạ. Nên tâm hòa nhập với đại thể thì tâm của chúng ta sẽ vượt ngoài những cái hạn hẹp, những cái con cùng của cuộc sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay và ngày mai thưa quý vị. Như chúng tôi có nói rằng chúng ta sẽ trở lại lớp Thánh Pháp, mặc dù ngày mai ngày thứ ba đã là ngày giải Pali. Hôm qua chúng tôi có công việc nên không có giảng Thánh Pháp, nhưng ngày mai chúng ta sẽ trở lại lớp Thánh Pháp. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn. Dạ, con xin sám hối. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân tiệt làm các điều ác, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức. Và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ, của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu phước.